Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì trên thị trường Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều dòng máy, nào là iPhone, nào là Samsung, Oppo, Vivo, Realme, vân vân và vân vân. Thì khi các bạn sở hữu một con máy iPhone như thế này thì để kiểm tra nó có phải là con máy xịn hay không, hay nó là hàng tàu khựa, thì mình sẽ chia sẻ các mẹo vặt sau để các bạn biết nó là iPhone chính hãng hay là hàng tàu khựa nhé. Đầu tiên các bạn truy cập vào máy tính của mình này. Tiếp theo các bạn quay ngang vào máy tính ra này. Và các bạn sẽ bấm cho mình. Nếu như những cái dòng máy mà nó chạy dưới iOS 18 thì nó sẽ được là 16 ký tự nhé. Còn con máy này nó nâng cấp lên iOS 18 rồi thì nó sẽ bấm được nhiều hơn nhé. Tức là tối thiểu là 16 ký tự. Thì con máy đấy đã là con máy chính hãng rồi nhé. Và tiếp theo các bạn truy cập vào phần ghi chú cho mình này. Và các bạn gõ cho mình từ bất kỳ ở đây nhé. Ví dụ là OK này. Và các bạn nắc thì nó sẽ hiện chữ hoàn tất lên. Thì con máy đấy cũng là con máy chính hãng các bạn nhé. Mình nắc này. Đây các bạn này. Đấy, hoàn tất nhập. Thì đây cũng là con máy chính hãng các bạn nhé. Và cái mẹo thứ ba nữa là các bạn sẽ giữ phím nguồn cho mình. Thì nó sẽ hiện cái series tìm kiếm ở đây các bạn nhé. Đây mình giữ này. Đấy các bạn thấy chưa? Đó. Nếu như cái máy của các bạn mà kiểm tra ba cách này đều đáp ứng được yêu cầu thì xin chúc mừng các bạn. Các bạn đang sở hữu một con máy quốc tế nhé. Ở trên đây là video chia sẻ các bạn là cách kiểm tra con máy có phải là máy iPhone hay không hay là hàng Trung Quốc nhé. Thì video chia sẻ của mình cũng đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhé.